Từ Bi Hỷ Xã, tác giả Thích Thanh Từ, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hầu hết Phật tử ai cũng biết mình tu theo đạo Phật là đạo từ bi, nhưng chưa biết thế nào là từ, thế nào là bi. Theo chữ Hán giải nghĩa thì từ là ban vui, bi là cứu khổ. Vậy ban vui cứu khổ là làm sao? Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha, còn tình thương hoàn toàn vị kỷ thì gọi là ái kiến. Nên nhớ, cũng tình thương mà một bên là từ bi, một bên là ái kiến. Từ bi là nhân đưa con người tới an vui giải thoát, ái kiến là nhân trói buộc đưa con người tới trầm luân sanh tử. Tôi xin hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, các vị có tâm từ bi không? Chắc ai cũng có tình thương hết, nhưng tình thương đó không biết vị tha hay vị kỷ. Nhất là các bà tình thương dồi dào lắm, khi xem cải lương hay chiếu bóng, thấy người trong phim hoạn nạn thì khóc lu bù. Thương người hoạn nạn đó có phải là từ bi không? Dường như là từ bi, nhưng không phải. Hầu hết chúng ta ai cũng có tình thương, nhưng tình thương vị kỷ nhiều hơn là vị tha. Thậm chí ở trong đạo mà tình thương vị kỷ vẫn còn. Bây giờ tôi giảng trạch cho quý vị hiểu thế nào là tình thương vị kỷ, thế nào là tình thương vị tha. Tình thương vị kỷ là thương người, nhưng vì mình mà thương. Còn tình thương vị tha không phải vì mình mà vì người mà thương. Ví dụ, một Phật tử lớn tuổi đi đường xách giỏ nặng, có đứa trẻ cùng đi trên đường xách giùm cái giỏ về tới nhà không lấy tiền công. Phật tử đã nói, đứa trẻ dễ thương quá. Tại sao nó dễ thương? Vì nó xách giùm mình cái giỏ nặng mà không đòi tiền công nên mình thương. Nếu mình đang xách giỏ nặng mà nó gửi thêm món gì nặng khoảng 1 ký nữa thì chắc là dễ ghét. Như vậy chúng ta thương người vì người làm lợi cho mình nên mình thương. Có những người rất chân chính ngay thẳng mà họ không làm lợi cho mình thì mình không thương. Ví dụ, Phật tử buôn bán mỗi năm phải đóng thuế 5.000. Đến kỳ nộp thuế, nhân viên thuế vụ thu đúng 5.000 theo luật định không bớt đồng nào thì chú ấy không dễ thương. Người làm đúng luật mà không có lợi cho mình thì mình không thương. Ngược lại, người làm lợi cho mình mà sai luật mình vẫn thương. Như vậy, chúng ta đặt tình thương trên bản ngã ích kỷ của mình. Tình thương này rất hạn hẹp và trói buộc. Gần nhất là vợ chồng thương nhau cũng là loại tình thương ích kỷ trói buộc. Xưa lúc Phật còn tại thế, một hôm có người ngoại đạo tới hỏi: Cồ Đàm, ái là khổ đau hay hạnh phúc? Phật đáp: Ái là gốc của khổ đau. Người ngoại đạo nghe Phật đáp lắc đầu không chấp nhận. Câu nói này của Phật đồn đến tai vua Ba Thi Nặc. Vua gọi vợ là phu nhân Mạc Lị nói: Ngài Cồ Đàm nói ái là gốc của khổ đau, trẫm không đồng ý. Như trẫm thương khanh, thương con và thương thần dân là khổ sao? Phu nhân Mạc Lị đã quy y với Phật hiểu đạo lý, bà đáp: Xin bệ hạ nghĩ, hiện giờ bệ hạ thương thiếp, giả sử thiếp thương một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì? Sẽ giết. Như vậy, mình thương người mà người không thương, lại thương người khác thì giết, không phải gốc khổ là gì? Tình thương đó vì mình hay vì ai? Vì mình nên mất cái mình thích, liền nổi giận. Thương đó không phải tình thương vị tha, mà là vị kỷ, nên khổ. Lại một hôm, vua Ba Tư Nặc đến hỏi Phật: Nghe Thế Tôn nói ái là gốc khổ đau, con chưa hiểu điều đó, xin Thế Tôn giảng dạy. Phật đáp bằng câu hỏi: Ví như dân trong nước có một vùng xảy ra tai nạn chết hết 50 người, đại dương nghe tin có khổ đau lắm không? Con thương chứ không khổ đau lắm. Phật hỏi tiếp: Bây giờ giả sử công chúa con đại dương chết, đại dương thấy thế nào? Con rất đau khổ. Tại sao dân chết 50 người mà đại dương không khổ, chỉ một công chúa chết đại dương lại khổ? Vua không trả lời được. Thường dân chết 50 người, nhà vua chỉ thương chút thôi mà không khổ, vì đối với dân nhà vua không có ái nên không khổ. Còn đối với công chúa nhà vua có ái nên có khổ.
Vậy quý vị có thấy ái là gốc của khổ đau chưa? Đức Phật nói sanh tử trong 12 nhân duyên, đầu mối là vô minh. Trong đời sống hiện tại, ái và thủ là tên khác của vô minh, đưa con người tới sanh tử luân hồi. Vậy ái là gốc của luân hồi. Tất cả chúng ta có ái không? Có. Muốn hiểu rõ từ bi, chúng ta phải hiểu rành ái và từ bi khác nhau chỗ nào. Từ bi là vì người khổ mà thương, thương không cột ràng. Ví dụ thấy người mù, người bệnh phong nghèo đói đi xin ăn, quý vị thương người tật nguyền giúp họ 200-300 cho đỡ khổ. Về sau nghe họ chết, tuy có cảm thương nhưng không khổ, vì đó là lòng từ bi vị tha không trói buộc. Còn nếu con cháu trong nhà chết, quý vị than khóc xỉu lên xỉu xuống, có người muốn tự tử chết theo nữa. Vì tình thương này là ái, có trói buộc, ái càng nặng thì khổ càng nhiều. Lại có trường hợp ái người ta mà không được như ý thì trở thành sân hận thù hằn. Chẳng hạn trong tình thương vợ chồng, nếu chồng hay vợ thay đổi tình cảm, họ có thể giết nhau. Như vậy, thương mà giết hại thì có thật thương không? Nếu thật thương thì đâu nỡ hại, mà hại thì đâu thật thương. Đây là tình thương của ích kỷ, vì thương ích kỷ cho nên hại nhau. Do đó nói thương hại là vậy. Nếu thương vị tha không trói buộc thì không hại ai. Thấy người nghèo khổ thương, giúp là giúp, không bắt họ làm cái gì cho mình hết. Họ không cần nữa là thôi không giúp. Họ đến với mình cũng được, họ đến với ai cũng tốt. Vì đây là lòng thương của từ bi, vừa rộng rãi bao la, vừa làm cho người bớt khổ. Thương mà hết khổ, còn ái thì siết chặt, nên ái nhiều là khổ nhiều. Chẳng những đau khổ đời này mà còn khổ ở những đời sau. Vì thương ai nhiều thì không muốn xa cách, khi chết sẽ tìm gặp lại nữa, nên trầm luân chết đi sanh lại buộc ràng không dứt. Lại có những việc làm thoáng thấy như từ bi nhưng lại vị kỷ. Ví dụ, thấy người đói rét hoạn nạn thương giúp đỡ họ, nhưng lại nghĩ mình giúp họ mai kia họ sẽ đền ơn lại. Trường hợp này không phải là từ bi. Lại có nhiều Phật tử có tâm tốt, thấy người tật nguyền ăn xin, sẵn sàng đem tiền ra giúp đỡ, nghĩ mình giúp đỡ cho có phước sau này mình hưởng. Trường hợp này chưa thật là từ bi, vì cho mà có hậu ý trong mong lợi cho mình về sau. Từ bi là thương giúp người mà không chút trông mong người đền trả, không mong lợi cho mình mai sau. Tâm từ bi như thế mới rộng lớn thênh thang. Ngày xưa tôi có viết một bài đăng báo Từ Quan, tựa là Nhân Hoa Mà Quả Cỏ. Mới nghe qua ai cũng ngạc nhiên hết. Câu chuyện này có liên hệ đến từ bi và ái mà chúng tôi đang nói. Năm đó tôi bệnh, lên Bảo Lộc cất một cái am vừa tu vừa dưỡng bệnh. Lúc đó có mấy Phật tử tới thăm, tặng tôi những hột hoa Đà Lạt để tôi trồng. Vì thất tôi mới cất thấy cũng quạnh hiu, trồng hoa cho nó tươi đẹp. Tôi nhận hột hoa, xới một khoảnh đất, rải hột, hằng ngày tưới nước đều đặn. Khoảng một tuần thấy nó lên lắm tấm, tôi nghĩ mầm hoa mạnh, tôi tiếp tục tưới. Khoảng nửa tháng sau tôi nhìn kỹ thấy toàn cỏ, không có cây hoa nào cả. Tôi thắc mắc, rõ ràng mình rải hột hoa, sao lại lên cây cỏ? Tôi truy nguyên ra mới thấy mấy đàn kiến bò vô liếp đất tha hết hột hoa đi rồi mà tôi không hay, cứ tưới nước nên cỏ nó lên. Sở dĩ tôi viết bài Nhân Hoa Quả Cỏ là vì ngày xưa tôi đi giảng, có một Phật tử đến than với tôi rằng: gia đình con, chồng con chết hết để lại mấy đứa cháu, con đem về nuôi cho ăn học, nhưng khi lớn khôn sao nó không thương con mà có vẻ phản bội lại. Bà lại thắc mắc tại sao chúng con làm việc tốt như vậy mà lại kết quả không được tốt. Sau đó tôi tìm hiểu qua mấy đứa cháu thì nó kể: thật ra tụi con nhờ bác nuôi, nhưng nuôi thì nuôi vậy, mỗi sáng đi học con bác thì bác cho 2 đồng, tụi con thì 1 đồng. Những việc nặng nhọc khó khăn thì bác giao cho tụi con làm, việc nhẹ dễ thì dành cho con bác. Ngay cả đi chơi hay cái gì bác cũng dành ưu tiên cho con bác, tụi con chỉ được một phần nhỏ thôi. Hồi nhỏ cha mẹ nó chết nó bơ vơ, được bác đem về nuôi thì nó mừng. Khi lớn lên nó thấy tình thương của bác không thật, nuôi nó như nuôi đầy tớ, nên nó không thương và còn như phản lại.
Quý Phật tử đừng tưởng mình thương đem cháu về nuôi, nó lớn lên nó phải thương mình. Nhưng khi lớn lên chẳng những nó không thương mà còn muốn phản nữa là tại sao? Việc này giống như tôi gieo hột hoa, đinh ninh sẽ lên cây hoa, chỉ cặm cụi tưới thôi mà không canh chừng khiến tha hột hoa đi. Cũng vậy, Phật tử này nuôi cháu nghĩ mình có công nuôi nó là có ơn với nó rồi, mà không coi lại tình thương của mình đối với nó có đúng với tình thương của cha mẹ đối với con hay không. Hay mình vẫn thấy nó là cháu, gượng nuôi để nhờ. Chính vì gượng nuôi để nhờ nên nó không biết ơn. Cái thương này chưa thật là thương, vì nuôi mà đòi nó phải trả lại cho mình bằng công sức và xử sự với nó không công bằng. Còn thấy con cháu cách biệt quá nên mất hết tình thương. Nếu con và cháu mà mình đối xử như nhau thì nó mới kính thương. Chúng ta giúp người bắt đầu bằng tình thương, nếu không khéo nhìn kỹ, lâu ngày bị lệch mà không hay. Cái gì làm cho lệch? Cái ích kỷ của bản ngã khiến cho cái của ta thì ưu việt sung túc hơn, cái không thuộc về ta thì đặt ở phần kém. Đó là tình thương không phải từ bi, mà là thứ tình thương có xen lẫn ích kỷ của bản ngã. Nếu có bản ngã dựa vào thì tình thương thể hiện qua việc làm trước sau gì cũng dị ngã. Còn tình thương do từ bi thì không ích kỷ, thương người giúp cho người được an vui mà không mong cầu đòi hỏi cái gì hết. Bây giờ nói đến hạnh từ bi, trong các vị Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm biểu hiện cho hạnh từ bi. Ngài là nữ hay nam mà tượng nào cũng thấy dáng người nữ và được gọi là mẹ Quán Thế Âm. Bồ Tát không có nam nữ, đây là hình ảnh biểu trưng cho đức từ bi, tình thương bao la không bờ bến. Mẹ hiền, nữ, thương con không bờ bến, dù cho nó có thói hư tật xấu đến đâu cũng thương, nên gọi là từ mẫu. Mà từ mẫu thì gần với hạnh từ bi, cha ít gọi là từ phụ mà gọi là nghiêm phụ. Cho nên con cháu ngỗ nghịch thì cha trị, chớ mẹ ít trị được, vì cha thì nghiêm, con cháu hư hỏng cha quở phạt, còn mẹ thì an ủi dỗ về, nên gọi là từ mẫu. Vì vậy tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho từ mẫu, người nữ. Trong kinh Phổ Môn có đoạn: ưng hiện đồng nam thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam thân đắc độ. Ưng hiện đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nữ thân đắc độ. Tùy chúng sanh muốn hiện thân nào thì Bồ Tát Quán Âm hiện thân đó để độ. Như vậy Bồ Tát Quán Âm không nhất định là nam hay nữ, nhưng vì hạnh từ bi gần với từ mẫu nên tạc tượng người nữ, tay trái cầm cái bình, tay phải cầm cành dương. Ngài cầm cái bình và cành dương để chi vậy? Có phải chúng sanh khổ, lạy mẹ Quán Âm, Ngài nhúng cành dương vào bình nước rưới cho mát mẻ hết khổ không? Không, bình này tên là Tịnh Bình chứa nước cam lồ. Trong kinh Phổ Môn có câu: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liệu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Sái tâm nguyện là nguyện rưới nước cam lồ cho mọi người được mát mẻ, đó là hình ảnh tượng trưng. Bình thanh tịnh tượng trưng cho người giới đức thanh cao trong sạch, nước cam lồ tượng trưng cho lòng từ bi. Chỉ những người giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Phật tử thọ năm giới và giữ năm giới thanh tịnh mới có lòng từ bi. Tại sao? Vì nếu phạm giới sát sanh thì không có lòng từ bi, nếu phạm giới trộm cắp cũng không có lòng từ bi, nếu phạm giới tà dâm cũng không có lòng từ bi, nếu phạm giới uống rượu cũng không có lòng từ bi. Như vậy năm giới mà phạm thì lòng từ bi không thể phát khởi. Muốn có lòng từ bi phải giữ giới cho thanh tịnh. Thế nên muốn có lòng từ bi trong sáng thì phải có giới đức trong sạch. Quý vị kiểm lại coi những giới mình đã thọ có giữ thanh tịnh không? Nếu thanh tịnh thì mới phát lòng từ bi được. Nếu có một giới không thanh tịnh thì chưa từ bi. Chẳng hạn vì mình mà giết hại sinh vật, vì mình mà trộm cắp của người, vì thú vui của mình mà làm điều sằng bậy, làm khổ người, sao gọi là từ bi được? Người làm những việc đó đều không có từ bi. Muốn thực hiện hạnh từ bi, điều tiên quyết là phải giữ giới. Giữ giới trong sạch, tức là có bình thanh tịnh mới chứa được nước cam lồ. Nước cam lồ là gì?
cam là ngọt, lồ đọc đúng là lộ, nghĩa là xương. Ban đêm xương động lại thành nước vừa trong sạch vừa mát mẻ vừa ngọt ngào. Trong sạch mát mẻ ngọt ngào là đức tánh của từ bi. Nếu người có tình thương hoàn toàn vị tha thì tình thương đó hết sức trong sạch. Ai khổ thì dùng lời an ủi, dùng phương tiện giúp đỡ. Gặp người có lòng từ bi, kẻ khổ được mát mẻ an ổn, liền hết khổ. Giả sử chúng ta đang giận ai đùng đùng, mà người có uy đức, có từ bi đến nói những lời chân thật nhẹ nhàng khuyên giải, cơn giận nguội dần, chúng ta được mát mẻ an ổn. Thế nên lòng từ bi tới đâu thì con người an vui mát mẻ tới đó. Do đó từ bi rất quan trọng, chỉ có nước cam lồ mới đủ sức tượng trưng. Người có lòng từ bi thì sẵn sàng quên mình vì mọi người. Ngược lại, nếu vì mình mà quên mọi người là ích kỷ nhất. Cành dương tượng trưng cho đức nhẫn nhục, cành dương mềm mại tha thướt, gió thổi chiều nào dương ngã theo chiều ấy, có vẻ yếu mềm nhưng không gãy. Thực hiện hạnh từ bi tiên quyết phải giữ giới, kế đó là nhẫn nhục. Nếu giữ giới mà không nhẫn nhục thì không thể nào thực hiện hạnh từ bi được. Tại sao? Vì những chúng sanh đang khổ là những chúng sanh ít phước, dễ bực bội, cộc cằn, hay làm những điều sằng bậy. Nếu từ bi mà thiếu nhẫn nhục thì khó mà giúp đỡ họ trọn vẹn được. Ví dụ một bác sĩ giỏi trị bệnh điên, có một bệnh nhân tới chữa trị, vừa vào phòng mạch, họ nổi cơn la lối chửi bới bác sĩ, có khi còn đánh đập nữa. Nếu bác sĩ thiếu nhẫn nhục, bực tức đuổi bệnh nhân về thì không trị được bệnh cuồng điên cho bệnh nhân. Như vậy, một bác sĩ giỏi muốn cứu được bệnh nhân điên cuồng phải nhẫn nhục, chịu đựng cơn la lối chửi bới đánh đập mới cứu được họ. Nếu không thì lòng từ bi không thể thực hiện được. Đây là điều kiện hết sức thiết yếu. Các Phật tử làm việc từ thiện xã hội cũng vậy. Có những người tật nguyền quý vị muốn giúp họ. Hiện tại quý vị có 1.000 đồng, thấy 10 người ăn xin, đổi 10 tờ 100 đồng để cho mỗi người 100. Cho được 5 người thì những người vừa được cho trở lại xin nữa. Nếu quý vị có đức nhẫn nhục thì nhỏ nhẹ khuyên họ nên nhường cho những người chưa có và tiếp tục chia cho 5 người còn lại, thì việc giúp đỡ đó mới vuông tròn. Nếu nổi nóng bỏ đi thì không giúp được họ. Quý vị thấy chỉ một việc nhỏ mà thiếu đức nhẫn nhục thì không làm được, huống nữa là việc lớn. Xưa khi Phật còn tại thế, lúc bấy giờ Ngài còn trẻ đi giáo hóa tới một làng nọ. Làng này có vợ chồng người Bà La Môn là một thầy tướng số giỏi, giàu, sanh được một cô con gái thật đẹp. Ông kén rể, muốn chọn một chàng rể có tướng tốt, tương lai sẽ làm vua một nước lớn. Bấy giờ Phật khất thực đi ngang qua nhà ông. Ông thấy Phật có 32 tướng tốt ở thế gian, tương lai sẽ làm chuyển luân thánh vương cai trị cả chư hầu. Phật khất thực xong tới cội cây ngồi thọ trai. Bấy giờ ông rủ bà ra để chỉ những tướng tốt của Phật cho bà xem. Ông nói với Phật, tôi có một đứa con gái đẹp lắm, tôi muốn gả cho ông. Phật đáp, con gái ông đẹp, nhưng dưới mắt tôi đó chỉ là cái đãi gia hôi thối, tôi không nhận. Nghe nói vậy, ông Bà La Môn chán nản về thuật lại câu chuyện cho con gái nghe. Cô ta là người tự cao, hãnh diện về sắc đẹp của mình, nay bị Phật nói là cái đẩy da hôi thối, tự ái, lòng sân hận nổi lên, thề sẽ trả thù Phật. Thời gian sau, cô được một ông vua kén làm hoàng hậu. Bấy giờ Phật vô tâm đi giáo hóa ở nước bà. Hoàng hậu được tin Phật tới xứ mình, bà liền thực hiện việc báo thù, bèn tập trung đám côn đồ du đảng lại dây đón đường Phật chửi mắng thậm tệ. Họ mắng chửi quá, tôn giả A Nan không chịu nổi, bèn nói, thưa Thế Tôn, chúng ta hãy đi nơi khác. Phật hỏi, đi đâu A Nan? Đi đến nơi nào mà con người không đối xử thậm tệ như thế này? Giả sử chúng ta đi nơi khác, họ cũng đối xử thậm tệ như thế này nữa thì phải làm sao A Nan? Nếu họ đối xử thậm tệ nữa thì chúng ta về Xá Vệ, Ma Kiệt Đà, Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Thế Tôn đã giáo hóa. Này A Nan, giả sử có một thầy thuốc giỏi trước nhà để bảng, tôi chỉ trị cho những người bệnh nhẹ, người bệnh nặng hãy đi nơi khác, có được không? Thưa Thế Tôn không, thầy thuốc giỏi thì phải trị cho người bệnh nặng. Cũng vậy, người ở Xá Vệ, Ma Kiệt Đà đã được ta giáo hóa rồi,
họ không còn mê muội xấu ác nữa. Những người ở đây họ còn mê muội cần sự giáo hóa của ta. Tôn giả A Nan im lặng. Những người mắng chửi Phật nghe ngài nói vậy cảm động không chửi nữa, bèn nói: Cồ Đàm hãy ở lại đây giáo hóa, chúng tôi cần sự giáo hóa của ngài. Chúng ta thấy đã thành Phật rồi mà ngài còn bị mắng chửi đối xử tệ bạc, nhưng ngài từ bi muốn giáo hóa những người này, nên ngài chấp nhận sự chửi mắng của họ mới giáo hóa họ được. Có lòng từ bi mà thiếu đức nhẫn nhục thì không thể thực hiện được hạnh từ bi. Vì vậy phải có cành dương mới rưới được nước cam lồ. Tăng ni và Phật tử có lòng từ bi muốn cứu giúp người phải lập đức nhẫn nhục mới thực hiện được hạnh từ bi, bằng không thì chỉ nói suông. Người nóng nảy dễ giận dễ hờn thì không thể nào thực hiện được hạnh từ bi. Muốn thực hiện hạnh từ bi và được gọi là từ mẫu thì phải nuôi đức nhẫn nhục, chịu mọi cực khổ, chịu mọi khó khăn mới làm lợi ích cho người được. Không phải mang lòng từ bi đến dưới đời rồi được mọi người đón rước kính nể. Làm lợi cho người có khi họ xử tốt, cũng có lúc họ xử tệ, lòng mình vẫn phải làm được. Tôi xin hỏi các vị lạy Bồ Tát Quán Thế Âm cầu ngài cứu độ cái gì? Cầu ngài rưới nước cam lồ mát mẻ cho hết phiền não, hay theo hạnh từ bi của ngài để chúng ta giữ giới và nhẫn nhục để thực hiện hạnh từ bi như ngài? Hạnh từ bi không thể nói suông. Làm việc từ thiện mà không giữ giới hay thiếu nhẫn nhục thì không bao giờ làm được. Cho nên học Phật Pháp, chúng ta phải nắm cho được cái căn bản, phải nắm vững từng phương diện ban đầu cho đến cuối cùng. Nếu phương tiện ban đầu không biết, thì phương tiện cuối cùng không thể thực hiện được. Vậy qua hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta ai cũng có thể thực hiện được hạnh từ bi. Nhưng muốn thực hiện được phải giữ giới thanh tịnh và tu hạnh nhẫn nhục. Bây giờ tới tâm hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Hỷ xả có dễ hơn từ bi không? Hiện tại quý vị vui ít mà buồn nhiều là tại sao? Vì ngồi lại nhớ giận người này buồn người kia, trách người nọ, giận buồn trách nên nét mặt không vui. Nếu không buồn giận ai cả thì nét mặt vui tươi an ổn. Người đời trong lòng thường chứa chấp cái tốt cái xấu. Cái tốt là mình giúp ai hay ai giúp mình cũng nhớ. Cái xấu là mình giúp người bị người xử tệ hay vô cớ mà người ta sân giận gây oán thù với mình cũng nhớ, và nhớ nhiều nhất. Thế nên ngồi lại nghĩ nhớ lung tung, nhớ những người mình đã ban ơn giúp đỡ, nay họ bội bạc rồi buồn giận than trách. Nhớ những người hung hăng vô cớ gây tai vạ cho mình rồi sanh bực tức sân hận, cả ngày buồn nhiều hơn vui. Nếu giúp đỡ người, làm việc tốt cho ai xong rồi xả liền không chứa chấp thì an ổn vui tươi, còn chứa chấp là còn nhớ công mình giúp họ. Nếu họ quên ơn hay phản bội thì buồn giận, làm xong xả liền thì không buồn giận ai cả. Đó là cái xả thứ nhất. Cái xả thứ hai là xả phiền não, giận hờn oán ghét. Các vị có mặt ở đây, trong lòng quý vị có giận hờn oán ghét ai không? Chắc không nhiều cũng ít, ít ai không có lắm. Do chứa những thứ đó trong lòng nên mỗi lần nhớ lại là bực bội buồn giận. Mỗi ngày nhớ khoảng 10 người, mỗi người chừng 15 phút là phiền não 15 phút, mà 10 lần như vậy hết mấy tiếng đồng hồ phiền não. Do chứa chấp phiền não trong lòng nên vui ít buồn nhiều. Ở đây có ai suốt ngày bình tĩnh, không có phiền não bực bội không? Có mà ít. Nhớ xả hết là an vui, không xả là không vui. Tất cả quý vị có mặt ở đây, có ai muốn đời mình tối tăm buồn khổ không? Hay muốn đời mình lúc nào cũng tươi sáng an lạc, ai thấy cũng mến thương? Chắc ai cũng muốn an vui, nhưng lại chứa những niệm phiền giận thì làm sao vui được? Muốn không phiền giận thì phải xả hết niệm cố chấp oán ghét trong lòng thì được an ổn vui tươi. Nhưng mà thế gian quý bà có cái giỏi nhớ dai, giận ai nhớ hoài không quên. Có bà nói: tôi giận chị đó 20 năm rồi chưa quên. Mới nghe thấy như là nhớ giỏi, nhưng không ngờ 20 năm đó là 20 năm đau khổ. Vì chứa trong lòng, mỗi lần nhớ tới chị đó là bực bội, giận tức. Mà giận tức là khổ, lại còn làm khổ lây cho người khác nữa. Ví dụ do cái duyên nào đó chợt nhớ tới hình ảnh người mình giận, bất chợt con cháu tới thưa hỏi công việc trả lời cọc lóc làm cho nó buồn lây.
vì trong lòng đang phiền giận, làm sao nó nhẹ nhàng vui vẻ được. Lòng bực bội không chỉ có ở ban ngày, mà ban đêm lúc ngủ ngon giấc, giật mình thức dậy, nhớ đến người mình giận thì trằn trọc mất ngủ. Người đời quên ăn mất ngủ là tại chứa chấp phiền giận. Bây giờ buồn giận ghét thương bỏ hết, ai chứa nó là dại, vì chứa nó như chứa thuốc độc ở trong bụng vậy. Biết nó là độc thì sổ hết ra mới hết khổ, không xả được thì khổ dài dài. Khổ đau là tại mình cố chấp không chịu buông xả, thương ghét buồn giận. Phật dạy phải hỷ xả hết, đừng chấp giữ cái gì cả. Nếu chấp giữ chẳng những tai họa ở đời này mà đời sau còn khổ nữa. Vì khi chết niệm thương ghét đó chứa nặng trong lòng, lúc thọ thân sao nó chiêu cảm gặp lại. Chính cái thương nhiều hay ghét nhiều là động cơ để gặp lại nhau, rồi theo ân oán mà tiếp tục trả dây, gây khổ cho nhau nữa. Thế nên trong gia đình có những đứa con rất mực hiếu thảo, lại có những đứa con ngỗ nghịch phá tan gia bại sản là tại sao? Tại hạt giống thương ghét này đây. Thương nhau nhớ nhau, tìm gặp nhau đối xử tử tế. Ghét nhau cũng nhớ nhau, tìm gặp nhau đối xử tệ bạc với nhau. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh, đến với ai cũng chắp tay xá và nói: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Nghe ngài nói như thế có người hoan hỷ, nhưng lại có người không bằng lòng, dùng gậy gộc đánh đập ngài. Tuy bị đánh đập, ngài chạy xa xa cũng nói: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Về sau người hoan hỷ cũng gặp ngài ở hội Linh Sơn, người đánh đập cũng gặp ngài ở hội Linh Sơn. Vì đã gieo duyên với ngài rồi, kẻ duyên thuận, người duyên nghịch. Sau khi chết tái sanh, quý vị có muốn gặp lại những người mà mình thù ghét không? Nếu không muốn thì ngay bây giờ hãy xả bỏ, không chất chứa trong lòng niệm oán ghét người. Nếu còn chất chứa trong lòng thì sao sẽ gặp lại? Có nhiều gia đình có những đứa con ngỗ nghịch phá sản đuổi nó không đi, trái lại những đứa con hiếu thảo lại chết sớm. Tại sao vậy? Vì mấy người ân nghĩa với mình ở đời trước, đời này gặp lại trả xong họ đi, còn mấy người mình oán ghét nó trả cho hết oán ghét mới đi. Như vậy có ân có oán mới gặp nhau, hết ân hết oán là hết gặp. Tâm thanh tịnh là niết bàn, không còn đi trong sanh tử nữa. Cho nên đức hỷ xả rất là quan trọng, nó đem lại cho chúng ta sự an vui trong hiện tại và mai sau. Hơn thế nữa, buông xả tất cả thì tâm thanh tịnh, niết bàn hiện tiền, tự do tự tại. Bây giờ tới hạnh hỷ xả. Trong các vị Bồ Tát thì ngài Di Lặc tượng trưng cho hạnh hỷ xả. Tượng Bồ Tát Di Lặc có 6 đứa bé, đứa móc tai, đứa móc mũi, đứa móc miệng mà ngài vẫn cười tỉnh bơ. Những đứa bé đó tượng trưng cho 6 đứa giặc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Chúng nó cứ quấy phá hoài mà ngài vẫn thản nhiên cười một cách tự tại, vì ngài đã thực hiện được hạnh hỷ xả. Chúng ta có thực hiện được hạnh hỷ xả không? Thí dụ, nghe khen một câu vừa lỗ tai, lúc đó mắt sáng lên, mũi nở ra là đã mất bình thường. Còn nghe chê một câu liền tự ái nổi giận lên, đó là đã bị đứa giặc móc lỗ tai làm cho mất bình tĩnh rồi. Còn những đứa giặc ở mắt, ở mũi, ở lưỡi cũng vậy. Chẳng hạn đi làm trưa về mệt, bụng nghĩ sẽ được một bữa cơm ngon nhiều món ăn đặc sản. Nhưng bữa cơm trưa đó chỉ có rau luộc với nước tương, khi ăn nuốt không vô, mệt, lòng bực bội muốn nổi sân lên. Như vậy 6 căn tiếp xúc với 6 trần lúc nào cũng bị chi phối, làm cho chúng ta mất tự chủ. Còn Bồ Tát Di Lặc thì mặc tình căn trần giao tiếp nhau không ngăn ngại, ngài tự nhiên cười hỷ hạ. Vì vậy tượng trưng ngài bằng tượng ông già mập bụng phệ, mặc áo vạch ngực, miệng cười toe toét, không có chút phiền hà bực bội khi 6 đứa giặc quấy phá cả mắt, tai, mũi, miệng. Đó là ngài thực hành được hạnh hỷ xả. Có nhiều vị học đạo nói: thầy dạy xả tôi cũng xả, đứa nào hồi trước làm tôi giận nay tôi bỏ. Tùy nói bỏ, nhưng khi gặp lại trong lòng vẫn còn hầm hầm. Nói bỏ thì nói được, nhưng khi thực hành thì không làm được. Như vậy chỉ xả ở ngoài miệng mà chưa thật xả trong lòng.
Chúng ta phải thật sự xả để khi gặp người, gặp cảnh trái ngược, lòng vẫn an vui tự tại. Hình ảnh Bồ Tát Di Lặc và sáu đứa bé móc mắt móc ta vân vân, nói lên hành hỷ xả thật sự trong khi đối diện với những cái bức xúc mà vẫn an nhiên vui vẻ. Người xả được như vậy thì cuộc đời đâu có cái gì làm cho khổ. Chúng ta ứng dụng được hạnh hỷ xả trong cuộc sống hàng ngày thì cuộc đời thật vui tươi hạnh phúc. Ngược lại, người câu mâu cố chấp, chuyện gì cũng muốn ăn thua, lúc nào cũng trực sẵn để đối địch thì bao giờ được an ổn. Người ta nói nặng mình một câu, mình trả lại hai ba câu. Người ta làm khổ mình một, mình trả lại tới hai ba thì làm sao an ổn. Người không có đức hỷ xả thì chính bản thân họ đã khổ mà còn làm khổ lây cho người chung quanh nữa. Sống gần người hay câu mâu cố chấp, chúng ta cảm thấy không thoải mái, không vui. Còn ở gần người có tâm hỷ xả, chuyện gì cũng hoan hỷ bỏ qua, chúng ta thấy rất thoải mái, vui vẻ. Chúng ta tu là đem nguồn vui cho chính mình, cho mọi người chung quanh. Tu hạnh từ bi, nếu gặp người khổ thì sẵn sàng cứu giúp, là đem nguồn vui đến cho người. Người vui chúng ta cũng nhẹ nhàng vui theo. Hạnh hỷ xả cũng vậy, tuy người làm phiền nhiễu mình nhưng mình hoan hỷ bỏ qua, không cao có bực bội. Mình vui họ không làm sao phiền nhiễu mình được. Như vậy hai hạnh từ bi hỷ xả là hai hạnh đem lại an vui hạnh phúc cho con người, chẳng những cho bản thân mình, cho gia đình mình mà cho tất cả chúng sanh nữa. Thế nên Phật dạy chúng ta tu luôn luôn phải học hạnh từ bi hỷ xả. Nhưng quý vị có chịu học đâu? Nếu có từ bi thì từ bi giới hạn, có chiều hướng ái kiến, hoặc có hỷ xả thì cũng xả chừng mực, chỉ xả với con cháu thôi, chứ người ngoài thì không xả. Con cháu làm gì phiền giận một lát rồi bỏ, nhưng người ngoài làm điều gì mít lòng thì nhớ hoài không quên. Như vậy chỉ xả có một chút thôi, chứ không có xả nhiều. Chúng ta học Phật Pháp phải làm sao ngay trong đời này, bản thân chúng ta là những con người hạnh phúc, rồi đem hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Đó là tu, chứ không phải tu là chờ trong gia đình hữu sự hoặc tai nạn khổ sở quá mới tới chùa dâng hương hoa cúng lại Phật, cầu Phật độ cho tai qua nạn khỏi. Tai nạn qua rồi sẽ ăn chay hoặc xuống tóc trả lễ. Quý vị có cầu nguyện vậy không? Xuống tóc có lợi ích gì cho người? Đợi tai nạn mới chịu đi tu. Khi tai nạn qua rồi, tu trả nợ xong thì đâu vào đó. Tu như vậy là tu hời hợt. Người thực tu phải là thực hành hạnh từ bi hỷ xả mới được an vui hạnh phúc cho bản thân mình và giúp mọi người được an vui hạnh phúc. Ngược lại tu kiểu hời hợt như vừa kể, chẳng những không được an vui hạnh phúc mà càng đi chùa, càng tu, phiền não càng nhiều. Đi chùa mà phiền não nhiều là tại sao? Tại mình chấp nê quá. Chẳng hạn có một Phật tử khá giả đến chùa trước, thầy trụ trì mời uống trà, mình tới sau lúc thầy đang bận quên mời uống nước. Hôm đó đi chùa về buồn trách thầy tu mà trọng nhà giàu khinh nhà nghèo. Lại một buổi tối đến chùa tụng kinh sám hối, các đứa trẻ nó tới trước, đứng trước, mình đi sau đứng sau, về nhà cũng trách mấy đứa nhỏ đi chùa mà không biết đạo lý gì cả, tụng kinh dám đứng trước mấy bà già. Đủ thứ chuyện, đi chùa mà cái gì cũng chấp, cái gì cũng phiền trách. Đi chùa như vậy thì càng đi chùa càng phiền não. Thế nên người biết tu là tập hỷ xả, bỏ hết không có gì quan trọng cả. Cái thân của quý vị rồi cũng xả bỏ. Nơi thân chúng ta có hai phần xả, một là xả ngoại tài, hai là xả nội tài. Xả ngoại tài là đem tiền bạc tài sản mà mình có sẵn sàng giúp cho người nghèo khổ, không cần họ biết ơn hay đền ơn. Hoặc đem tài sản hiến vào quỹ công ích làm lợi cho nhiều người, không mong cầu lợi lộc cho mình. Xả nội tài hy sinh thân mình để cứu cho người hết khổ, việc này hơi khó làm, nên ở đây tôi chỉ nói lướt qua mà đặt nặng phần xả kiến chấp ở nội tâm. Cái này ai cũng làm được, không tổn hại tiền của, không tổn hại thân thể. Nếu thực hiện là có kết quả liền, được nhẹ nhàng, an vui tự tại. Còn nội tài thì tùy, ai tu cao thì xả cao, ai tu thấp thì xả thấp, không bắt buộc.
Người chân thật tu hành dù là cư sĩ hay xuất gia, biết ứng dụng hạnh tu của Phật dạy qua hình ảnh của chư Bồ Tát mà chúng ta thờ kính lễ lại để nhớ đến công hạnh của các ngài để thực hành theo. Như thờ và lễ kính Bồ Tát Quán Thế Âm là hướng theo ngài để tu hạnh từ bi, vì người khổ đau đem tình thương đến giúp cho người được an vui. Chớ không phải lạy ngài để ngài cầm cành dương rưới nước cam lộ lên đảnh để được hết khổ. Thờ lại như thế là mê tín. Thờ và lại Bồ Tát Di Lặc cũng vậy. Chúng ta hướng theo ngài để học và hành hạnh hỷ xả, để không còn cố chấp phiền hận mà sống hài hòa vui tươi với mọi người. Hôm nay tôi dắt quý vị học và hành hạnh từ bi qua hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm và học hành hạnh hỷ xả qua hình ảnh Bồ Tát Di Lặc. Hai hạnh này quý vị thực hành được chừng hai phần thì quý vị cũng bớt khổ nhiều rồi. Nếu thực hiện được năm phần thì đã là tiểu thánh chứ không phải thượng. Nếu thực hiện được 10 phần trọn vẹn thì chính hiệu là Bồ Tát lớn. Chúng ta còn đang tu, thực hiện được từ 2 đến 5 phần đã quá hay rồi. Cái hay này không phải Phật ban thưởng cho chúng ta hết khổ, mà chính chúng ta thực hành theo những hạnh của Phật dạy qua hình tượng của chư Bồ Tát mà chúng ta đang thờ. Vậy tất cả quý vị nhớ để ứng dụng. Thích Thanh Từ, Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện.